Mà mình cứ làm miếng cho nó to để mời đại địch nhá. Khoét vào giữa để phát. Rồi. Rồi, to quá. To quá. Miếng này mới là ngon này. Mời đây nhá. Ầm. Ầm. Ầm phát cho nó chuẩn. Đấy là khi thế chiến đấu được. Nào, xin mời nhá. Mời đây đi. To này. To. Hết cỡ này. Ầm. Ầm. Mọi người subscribe bấm chuông like cho Lê Toàn Phút để nhận video mới nhất thành siêu người anh em top. Hello, Lê Toàn xin chào tất cả đại gia đình nhá. Chúc đại gia đình một ngày đẹp trời thật nhiều sức khỏe các nhỉ. Hôm nay Lê Toàn lại làm cái món tiết canh lòng lợn. Đấy, chia sẻ cho đại gia đình xem. Này có ba ông con thôi các nhỉ, chứ không có ai hết. Còn Lê Toàn với chú Nghĩa với ông nữa. Nhà mấy ông còn thưởng thức không? Chia sẻ cho đại đình xem. Quả nhà mình rất nhiều quả, ăn không hết được cả nhà. Mấy cái vườn rau sống này tí chú Nghĩa ra đây hái. Đấy. Ăn không hết được. Cứ hái tới đâu nó lại lên tới đấy cả nhà. Đấy mình mua cái này cái cúng họng này. Cho vào đây nộp lại để tí nó đánh cái cành này. Đấy. Cái này là cái thịt thịt mông, thịt heo. Đấy, cái này là bánh ngăn. Mỗi thứ một tí để đánh cái cành cho nó ngon này nhỉ. Cho vào đây nộp lại cho nó. Cái này là cái thịt mông. Mỗi thứ một tí, thịt mông, bánh ngăn, cuống họng. Thôi, sáng đến rồi, mấy ông con lại cứ nô nô thì cà nó ăn sáng, nó đến trưa. Quê nông thôn nó chỉ thế thôi, cả nhà. Ăn sáng nó quen thuộc, cái tiết canh nồng lợn nó quen thuộc. Mình ví dụ mình không quay video thì mình vẫn cứ ăn tiết canh nồng lợn. Đấy, nó quen thuộc rồi. Sáng đến là cứ ra quán nhà bà tươi sắn là làm tô lòng, bát tiết, bát cháo. Thế thôi, buổi sáng này cứ rực rỡ, sáng nào cũng rực rỡ. Cái này là cái cuống họng. Hôm nay là có mấy hạt mưa phùn nha. Cái này băm này giòn lắm. Cần sụn không? Cuống họng ăn nó giòn. Bối băm xong là cứ thế là cho vào là đánh thôi. Rực rỡ. Buổi sáng là rực rỡ. Băm băm chặt chặt. Cứ đổ vào đi. Đánh đường nước sôi sục. Xong rồi bối là băm xong rồi đó. Cứ đổ vào là chia ra là đánh thôi. Đấy, đổ cái khay thì tráng khay. Nó ăn cho nó rực rỡ. Đây là mẹ đã tráng đã xong, mình bây giờ mình chia bổi nhá. Cắt đôi nỗi sầu. Đấy. Bổi giờ này là hơi nhiều rồi nhỉ. Không phải ít đâu, trông rất là nhiều đấy. Anh hai khay này rực rỡ này. Đấy. Hai khay tiết cho nó rực rỡ. Thế thôi, sáng đến cứ làm hai khay này là quá tuyệt vời mặt trời. Đấy, bây giờ mình đánh không? Múc ra đánh không? Hai và hai hai khay. Mình đánh vào hai khay thôi. Khác. Để đánh hai mồi thì rực rỡ. Hai mồi tiết là hai mồi nước nhỉ?
ngàn đồng, bốc khói nghi ngút cả nhà. Cái này mình hành, mình băm hành rồi, đánh tiết canh này có phải có hành mới ngon này ạ. Ôi đúng tô này vào rực rỡ luôn nhỉ. Ồ khí luôn đấy. Vậy là cứ mua tô này mà giã thôi, cho nó quen thuộc. Giờ giờ nó đầy áp, tràn 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 tràn. Đông luôn đấy. Cái này phải để như nào cho nó đỡ. Đỡ chị. Gác lên cái này. Đúng vừa luôn nhỉ, hay nhỉ. Sinh ra để nó gác lên nhau sao ấy. Thế là lại nằm phá nữa đây. Tiết hôm nay thì nhiều thoải mái, cứ đánh thoải mái đi. Không sợ hết tiết này. Một tô này. Một bát, một môi, hai môi. Đồng nó cẩn thận luôn này. Hai môi. Đấy. Hai môi tiết và hai môi nước, cứ thế mà đánh thôi. Một. Hai. Quấy nhanh không đông như tay này. Vừa hay nó khít luôn. Làm như nào mà đổ một cái là khít luôn nhỉ. Nằm dầm lại xuống cho nó đều, đều bụi. Đấy, nó chìm xuống. Nó ngập tiết nó mới hấp dẫn. Còn đang bó cói. Anh đi cố đâu ấy chú? Cố đâu đấy? Nè. Yeah. Vậy đó là tuyệt vời một trời hai khay. Đấy, bây giờ thái lòng nữa là cái món lòng nữa là xong rồi nhỉ. Đấy còn lòng là chú nghĩa cho vào trần nữa là xong. Đơn giản nóng non nó cho trần hơi nhiều hơi ngon đấy, trần như nào cho trắng phao thôi. Xong tí mình cho nó vào bát, còn vào trần qua thôi, tí là cho bát nước sôi rồi tắt đi. Ủ thái lòng để chú nghĩa thái cả nhỉ. Thái cho vào tô cho nó ăn cho nó nóng rồi nhỉ. Đấy. Rồi cứ thái ra xong rồi cho vào tô ăn cho nó nóng, nóng hổi của em vừa thổi. Nóng này ngon đấy, hôm nay nóng già ngon, nóng non ngon luôn. Nạc rang sẵn rồi để đây. Thế thôi mấy ông con mỗi người mua ăn hai khay này là quá là rực rỡ rồi. Tô lòng nữa. Tuyệt vời ông mặt trời. Buổi sáng bình dân. Để thấy nó lòng non hơn xong rồi nhỉ. Lòng già xong rồi thái lòng non. Thế là cho nước sôi vào hai tô đi. Tuyệt vời, hai tô. Cho nước sôi vào ăn cho nó nóng rồi nhỉ. Lòng này phải ăn nước nóng, nóng hổi ăn mới ngon. Nấy quả chanh nhỉ, quả chanh.
chú lấy của chanh rồi. Pha nước chấm luôn. Đây. Đây cũng nửa nữa rồi. Đấy, hai tô lòng và hai khay tiết đã xong. Nhà mời mọi người thưởng thức cùng với Lê Toàn nhé. Làm chỉa tiết cành trước cho nó hấp dẫn. Háo quá này. Ao nghĩa có nước chấm rồi. Ở đâu mà rắc cái đấy không? Hai đĩa nữa, rồi ác liệt. Hai đĩa này quá là to. Này mà ông còn là làm hai khay chiếc canh. Rồi, ông đặt. Chiếc canh này phải chơi bằng khay này, nó mới sướng rồi nhỉ. Quá hồng. Chú Xuân chú bảo vắt chanh phải vắt ngược lên này này. Cái hạt nó đỡ ra. Nhưng mà không ăn thua, vắt cái này nếu thôi. Không ăn thua, này phải kéo cái ý của nó rồi, chứ còn mình cảm thấy là nó thuận cái thế rồi. Mà mình cứ làm miếng cho nó to để mời đại địch nhá. Quét vào giữa để phát. Rồi. Rồi to quá. To quá. Miếng này mới là ngon này. Mời đây nhá. Ầm. Ầm. Ầm phát nó chuẩn. Đấy nó khi thế chiến đấu được. Ngon lắm. Đây, rót rượu lên. Rượu sâm đây. Không có giọt nước nào luôn à? Không có. Gọi là nghiêng cay không đủ. Mời đây nhá. Đây. Chén bia này. Có rồi rồi. Ông đã rắc sẵn rồi, rắc dần rồi. Rắc dần, mỏng mỏng. Có rồi, thêm cái chào buổi sáng cũng mời toàn thể gia đình nhá. Ăn tiết canh nhá. Rồi, mời đại đình. Chào buổi sáng nhá. Mời ông nhá. Sức khỏe, dồi dào này, tiết canh đông đặc coi này, khí thế rồi. Rất tuyệt vời. Bắt tay. Đấy, bắt tay, khí thế. Ông mời đi. Ở trên phép cả nhà nha, mày nói bắt cái chữ ạ. Ông cứ nằm thiệt tiết trước đi. Áo, có nghĩa mà cho tí nước nóng à? Quên. Từ nãy vào cho tí nước sôi mà. Đấy, rắc lên đâu, ăn đến đấy cũng cháy tiết. Đun lại thì đổ vào. Mà quên mất. Thế rồi, ông cứ cầm lên nó sụp. Xin mời nào. Rắn thế này kìa. Rắn đè. Quá rắn kìa. Ông từ từ để cho đổ tí nước nóng đây cho đó. Rồi ông cứ cầm lên đi để cho Nghĩa đổ nó đỡ vướng đấy. Đấy thôi. Ông đang sục. Nào xin mời nhá. Mời lại đi. To này. Hết cỡ này. Ăn. Ừm. Ê ngon. Ngon. Đó. Ăn nó giòn nó khắc. Giòn nó sụt hết lên. Đó. Sôi sục. Đấy, làm cái nòng nó hấp dẫn. Đông đêm qua nằm rồi muốn mong cái cành quá sớm rồi. Mình là háo. Nó làm cặp đôi. Ầm đi thôi. Lúc này cặp đôi là đúng. Ầm nào. Đấy. Chấm. Mình quên là chấm. Đấy, ầm. Ngon quá. Ngọt như đồng đồng. Đúng. Đủ hết gia vị. Ớt rau sống. Là rau sống. Chả thiếu cái gì. Nghe đủ hết rồi. Làm nòng tiếp cho nó hấp dẫn. Đủ bộ. Nóng ngon. Sáng đến là nòng lợn tiết canh. Tiết giờ này mưa phùn. Thời tiết đẹp. Phân về. Nào, làm miếng nòng cho nó hấp dẫn này. Cũng kẹp díp vào mà phát rồi. Anh kẹp được nhưng mà ông mồm nó hơi bé, kẹp nó khi nó nghẹn. Đấy, làm cái này là ngon này. Rồi, mời đây đại đây nhá. Ầm. Ừ.
Giòn mà ngon. Đùi chứ. Đây, thánh kẹp. Thánh kẹp. Đây, chuyên ăn làm kẹp. Vịt gà. Ui. Giòn này ngon đấy, nó ăn giòn. Mẹ ấn, quay về này. Ui giời. Nhà nó nòng là nó tính người. Mấy ông còn là chỉ có... Cứ làm nó nòng thôi. Bánh khuyên. Ui giời. Khuyên kêu dí dọ. Cái này có gì... Díu dít. Cái này có gì về tam ca ba màu. Ba màu ấy. Đây. Cầm díp hai miếng. Ba màu nhưng mà hai. Cầm díp liên tục. Đây, hôm nay cầm díp một dạ dày, một nóng non đây. Rồi, ông đấy. Ông cầm díp miếng chưng thế này. Thế là ba lời nhỉ. Vâng. Này toàn lại cầm díp hai miếng nóng. Rồi, xin mời đây đi nha. Ngon, à, nó giòn, ngon. Tàu hai ba miếng. Còn không được các anh làm thế. Cơm bây giờ nó khác. Làm miếng nọc, miếng gan, nó hay thay đổi. Đây, không thấy chưa? Rồi. Cứ vậy, ba màu. Ba màu. Ẩm. Đấy. Mời mọi người nha. Chuẩn đấy. Ngon quá. Ôi, nào, hai nọc. Díp hai miếng mà nó hấp dẫn lắm. Mà nó nòng hay ngon này không nhỉ? Nòng hay ngon rồi, ăn nó giòn. Đến đâu nó giòn đấy. Khá gì ngọt lắm muống. Ăn mày biết miếng đi. Thơm. Kế hoạch này khác. Này làm miếng nòng nó hấp dẫn. Chấm này. Rồi, mời đại đình ăn nòng. Ẩm. Cái nòng thuật của anh Nghĩa hôm qua này nhé. Ngon. Có hơn 7 cân. Cần biết hơn cân nhiều đấy. Đấy, ôi giời. Đấy, bây giờ ai? Sướng từ thì chúng ta điền. Ông mà mồm to thì ông chơi cả đấy được. Mẹ nó được. Hai miếng rồi. Thôi ẩm đi nào. Tính giá rồi. Nghe nòng hay to nhá. Âm. Âm. Có kém gì đâu. 3 ăn được thành 4, à thành 2. Mỗi miếng rồi làm nữa. Âm. Nên nóng là ăn ngon. Nước to bằng. Ăn nó nóng nó thơm. Vừa mười nó lạnh có gì đâu. Mỗi cái nó lạnh thì mình cho nó sôi vào. Tăng nhiệt độ ấm lên. Tôi xử thế thôi. Ớt yếc cho vào. Đấy. Lúc cái đầu này khó xúc. Đúng rồi. Tôi bảo anh đánh từ ngoài hết vào trong, rồi đánh dặm ấy. Đấy. Đánh dặm này, còn mình úp cái dặm xong nó khéo cá vào được. Mọi người thưởng thức tiết canh nha. Nào, ấm. Ấm. Ê. Ê, ngon. Tính ra thì cái vỏ cũng được không sao. Ngon, tiết đẹp. Ông có rắc đây, rắc mạo đây. Cái máy này chỉ cần bây 6-7 phút thôi. Lấy giờ. Cứ tưới cho nó đều hấp dẫn. Đấy, có khi mình có thể thưởng thức những cái canh này thì anh nhìn nó ngọt. Ngon ăn rồi. Mà cứ háo quá. Rắc này quá đẹp. Rắc thế là cứ thế là sụp. Đấy, cứ rắc này, đầy rau nhưng mà cháu phải cho tí. Không, đúng rồi, phải tí ớt không bà đủ. Tí ớt, tí chanh. Phải ớt nào mà. Tiết đẹp quá. Ăn sướng này. Sụp quá. Không phải là nhiều sụn nữa, ăn đúng dòng cái canh phải có sụn. Sụn nó mới ngon. Sụn nó đứng đầu nhất. Đấy. Đấy. Nó phủ màu xanh lên ngũ mạ, mạ hồng cũng như mạ hồng đào. Đây, đấy, đào đấy. Úi dồi, cái hình nhất của đây. Ẩm. Ui, cái này có dâu, dâu, dâu. Dùng rượu đã ngon rồi, nhưng mà phải có gọi là gia vị.
thì đúng là nó mới khỏe được. Giòn tan. Đấy, ông phải cho làm nhắc. Thế thì đi đạm mà nữa. Thế thôi. Thế tôi làm nông nghiệp nó quen rồi, nó hay nói về dòng cấy cày nó tiết thành cấy cày. Đấy mày ơi, đúng ông, này này. Ông phải xuống đáy, hất vào trong. Hất vào trong. Đánh đậm, đánh vào trong, nó mà mở cá nộn ra đấy. Đấy, quá ngon. Quá tuyệt vời. Có cả hành nướng ăn nó ngon, giòn. Thơm. Ngon tí. Khi thế. Quá hồng. Nào, ầm nào. Ầm. Miếng nước. Hai miếng điện. Hai miếng chúng ta. Giờ nào đi, đã xong một khay rồi. Hãy chuyển ra khay thứ hai. Thế thôi. Hai khay rồi. Hết nhảy lắm, cả đống tiết này nó ngon. Đống tiết nó ngon, buổi sáng là xong một khay. Khay này nữa là ok. Quá tuyệt vời. Một dắt cổ đấy, dắt đấy, ăn đến đầu dắt lên đấy. Nó hấp dẫn. Đây một vùng đấy, gọi là một phần lừa đo. Mà tập cái một xào tập ra gieo mạng lần này luôn. Đấy luôn. Ông hai nói vui. Tôi ưu tiên ông Ngọ. Nào ông làm trước đi. Cháu đỡ cho. Đỡ cho ông. Đấy, từ từ đã. Rồi ăn ra hột được, quan trọng là mẹ vào là bụng một chín hết. Còn chanh mà có gì đâu. Đắng. Đắng cay thì ông con mình chơi hết đi kìa. Nó ra cái này nó cay cái vị khác, còn cay vị khác. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Đấy, còn hột đây. Cái này nó cay, cay khác. Cay khác. Cứ sục lên. Không bao giờ phải hình hắt về đằng phía tây. Đấy, hắt này. Hắt gọn. Thấy chưa? Đúng phía tây thì nó không bị ra ngoài này. Nào, xin mời. Xin mời đây. Ẩm. Ngon quá. Ngon quá. Mình phải ẩm luôn phát nữa. Đấy, cũng gọn rồi. Phía này nó tranh thủ không gan tiết canh làm đến nào nó thiệt thòi, nó thiếu thốn như nào, thiếu thốn quá không trả. Khoét này rồi, mời đã định nhá. Ngon lắm đấy, hôm nay là thằng Duy Toàn ra. Có hẳn không biết ngay đang nói. Đỡ cho. Đỡ cho. Người đỡ chứ canh cho. Và nóng hổi luôn. Như vậy ớt cháu ăn. Đấy. Đấy, thế chiến đấu đi. Cứ phải ớt. Lại giống ông hất việc về phía đông nữa. Ngày. Hất kéo. Cái này to quá. Ui, khéo quá, to hơn, vẫn khéo lắm. Đúng vừa hay. Vẫn gọn gàng lắm. Gọn, hứng tay mà. Mời vương để gia đình nhá. Lấy tay đây, có cái bát đây rồi. Đấy, đây là. Đấy, viên anh bát ớt hết mẹ rồi. Anh này ăn ớt cũng giỏi. Chuẩn. Chuẩn men. Nào, canh đây. Không có làm tí nữa. Gần đi là coi là. Đến mặt. Một thôi mát trời ăn đi canh cũng ngon. Đĩa tròn đã hết sạch rồi, sang đĩa vuông. Gắp tiếp nòng. Đấy, không gắp tiếp đi, cháu lại là khớp tiếp, khớp mấy nữa. Ta cứ phải nòng tiếp, kết hợp. Đấy. Khoen miếng tò. Khoen miếng tò ăn cho nó mát. Miếng này này, rắn đen luôn. Rồi mời đã đỉnh, ầm. Quá chuẩn. Hết cỡ. Rất gọn. Mười hôm nữa là Tết. Ngồi đến đâu? Đấy, ông cỡ thử. Cỡ thử đấy.
Một người đưa đũa A là kìa ba con chất rượu đấy, tự xử. Đấy, đưa đằng kia vào là rồi, đấy, thắt đèn tay. Đảo tay, quái tay kìa, luôn tục như này. Quá gọn kìa. Ngon hết kiến đi. Thế thì phải có tí ớt à, gì? Rồi, nước ớt vào. Anh hết được, anh hết được rồi anh hết. Trường hợp không hết thì tận dụng bằng đấy thôi. Anh hết được là tốt hết. Hợp. Cái này có khi làm cái kiểu dẹt cái chìa này nó vẫn hơi cong. Nó dẹt nó bằng cái cây này nó luôn, thế là nó xúc nó dễ. Không là thử thì khác. Là móng xếp cái gì không? Ăn rồi này. Là mong xếp. Có thì vừa cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ làm hai khay tiết canh. Mình ăn hết một khay, và khay này cũng gần hết. Mấy ông con mà ngồi nhâm nhi tí nữa cũng hết rồi. Đấy, mình quay có thời lượng, mình cũng tạm dựng clip ở đây. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Mọi người cố gắng cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nên Toàn có thể ra được những clip hay nhất để gửi đến mọi người. Rồi, chào đại đình nhỉ. Cảm ơn nhá. Rồi, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Facebook nhá.